Tính đến thời điểm hiện tại thì áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 6. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, để sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão thì Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai nhiều biện pháp ứng phó và kêu gọi các tàu thuyền về tránh trú bão. Tính đến sáng nay 23 tháng 9, Đà Nẵng đã có 1.200 tàu thuyền về neo đậu tránh trú tại cảng cá Âu Thuyền Thọ Quang an toàn, còn 15 phương tiện với hơn 100 lao động vẫn còn trên biển, trong đó có 6 phương tiện đang trong vùng biển nguy hiểm đã được yêu cầu di chuyển vào bờ hoặc ra khỏi vùng biển nguy hiểm. Cùng với công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ, việc sắp xếp các phương tiện neo đậu tránh trú bảo đảm an toàn cũng đã được khẩn trương thực hiện để sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lũ, tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khẩn cấp cấm tàu thuyền ra khơi để tránh nguy hiểm trên biển, đồng thời nghiêm cấm tất cả các phương tiện tàu nhỏ đánh bắt gần bờ xa biển hoạt động và dừng tuyến vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ Lý Sơn. Quảng Ngãi đã kêu gọi hơn 170 tàu thuyền cập bờ an toàn, hướng dẫn ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để kịp thời tránh trú, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến 16 giờ chiều nay ngày 23 tháng 9, tỉnh Quảng Nam có 63 tàu cá với hơn 1.700 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó có 47 tàu đánh bắt xa bờ với hơn 1.570 lao động hoạt động ở khu vực biển quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, 16 tàu gần bờ với 129 lao động. Hiện nay các tàu cá này đã nhận được thông báo về diễn biến của cơn bão số 6 và đang di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng. Để bảo đảm an toàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đài thông tin tìm kiếm cứu nạn thường xuyên phát các bản tin về diễn biến của cơn bão số 6 nhằm giúp các phương tiện tàu cá chủ động phòng tránh di chuyển, đồng thời yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến, thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền, đặc biệt là tàu cá xa bờ, duy trì lực lượng phương tiện thường trực, sẵn sàng tham gia trực chiến, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.